Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em về lại cho anh em một lô đèn măng sông nha. Anh em thấy không, cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Đó, cái này là nó đèn măng sông. Ngày xưa măng sông của mình là nó sử dụng dầu nha anh em. Còn bây giờ măng sông bây giờ thì nó hiện đại hơn, nó sử dụng pin. Đó cho nên là nó sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, tức là mình không có cần phải sử dụng nhiên liệu, mình chỉ cần sạc pin đầy là mình xài thôi. Thì nó rất là tiện lợi cho mình luôn nha. Đó thì ở đây á thì em có cái này nó rất là đẹp luôn nè. Đó thì bây giờ á đi kèm nó là có một cái dây sạc cho anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ test thử cái độ sáng của nó trong bóng tối cho anh em mình xem luôn nha, để anh em mình biết được cái độ sáng như thế nào. Dạ rồi thì bây giờ em sẽ mở thử cái ánh sáng của đèn này trong bóng tối cho anh em mình coi luôn nha. Đó thì em chỉ cái việc dặn lên thôi. Đó, anh em thấy rất là sáng. Thì cái đèn này nó hay ở chỗ là nó có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ sáng nha anh em. Tức là anh em muốn sáng mờ hay sáng mạnh thì anh em cứ việc dặn cái nút này thôi. Cái này là sáng mờ nè, em sẽ chỉnh ánh sáng mạnh cho anh em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, em quay xa xa ra cho anh em mình hình dung nha. Đó, nó sáng này, nguyên một khu luôn nè anh em, thấy không? Đó, em ra cái bụi cây em quay cho anh em nó, cho anh em được dễ hình dung, cho anh em thấy cho đẹp nha. Đó, rất là ok luôn ha. Mình đi cắm trại, đi dã ngoại được mà mình sử dụng cái đèn này thì bao tuyệt vời luôn. Rồi, cái đèn này là ánh sáng trắng vàng anh em. Ở đây nè, em có cái đèn ánh sáng trắng nữa nè. Đó, thì cái này em cũng mở lên cho anh em coi luôn. Đó, mở lên nè, thấy không? Một cái là ánh sáng trắng, một cái ánh sáng trắng vàng nha. Đó, anh em mình thích cái ánh sáng nào thì mình đặt hàng nha. Đó, anh em thấy không, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, nó cái đèn măng sông này á thì bên em giá bán rất là tốt luôn, chỉ có là 190k thôi. Đó thì bây giờ á, anh em thấy cái độ sáng của đèn quá tuyệt vời luôn nha. Đó, mình còn mình muốn sáng mờ hay mình muốn làm đèn ngủ gì đó thì mình dặn lại. Đó, mình dặn nhỏ cái nhiệt độ lại. Đó, tắt luôn nè, dặn nhỏ nè, mạnh nè. Đó, anh em thấy không, quá là tuyệt vời cho cái đèn như vậy luôn. Dạ rồi, sau khi test xong ánh sáng của cái cây đèn này rồi ha, anh em thấy không, một cái là ánh sáng trắng ha. Đó, ánh sáng rất là tốt luôn nha. Một cái là ánh sáng vàng. Đó, ánh sáng nào cũng rất là đẹp luôn. Rồi, thì anh em đi phượt cắm trại dã ngoại hay là ở nhà sử dụng trong cái điều kiện mà cúp điện hay là những nơi không có điện nữa, hoặc là đi đêm nữa, anh em ha, treo theo rất là ok nha. Rồi thì hiện tại ở trong mỗi cái cây đèn này nè anh em, hiện tại trong mỗi cái đèn này nó có sẵn một viên pin. Pin này là pin sạc nha anh em. Tức là anh em chỉ về việc sạc đầy nó là anh em xài thôi, hết pin thì mình lại sạc tiếp. Còn ở đây á thì dạ rồi, còn ở đây á thì em có bán thêm pin rời cho anh em luôn nha, dành cho những anh em mà mình có nhu cầu mình sử dụng nhiều á, khi mình đi cắm trại dã ngoại gì đó mà hết pin á, mình muốn có thêm pin để mình sử dụng á, thì đây là pin rời em bán kèm theo luôn cho anh em mình nha. Đó, trong máy nó có sẵn một viên pin rồi thì bên em sẽ bán kèm theo một cái viên pin rời ở ngoài nữa. Mình chỉ việc mình sạc đầy rồi mình mang theo thôi. Hết cái nào thì mình lắp cái nấy vô mình xài. Một viên như vậy bên em đang bán với giá là 25k nha anh em. Đó, pin này là pin sạc thông dụng nha. 25k một viên pin rời như vậy. Đó, nó sẽ xài cho anh chị em mình sử dụng rất là nhiều nha. Rồi, ok anh em, nó pin này thì 25k một viên nha. Rồi thì đèn măng sông bên em vừa báo giá cho anh em luôn ha. Đèn măng sông ánh sáng vàng và ánh sáng trắng đồng giá với nhau 190k nha anh em. Dạ rồi, em cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới nha. Anh em nào quan tâm cứ gọi điện cho em nha.